Dạ tôi tính vậy nè. Gì? À, tính lần này á tôi đi đặt vòng nữa nha. Ông thấy sao? Cái gì vậy bà? Bà không nhớ hôm bữa tôi quần méo cái vòng một lần rồi bà chưa sợ hả? Nay bà tính đi đặt vòng nữa vậy? Ai kêu ông quần cho cố vô? Biểu sao không méo? Nhưng mà méo thì méo, méo thì đặt lại, chứ sợ gì? Hả? Trời ơi, bà nhỏ nhỏ cái miệng nhìn tôi một cái. Bà muốn trộm sớm người ta nghe hết hả? Đây là anh.